Cùng với Đỗ Dũng, Quang Nguyên, Thanh Hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng trong tuần với quý khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 5, 13 tháng 5 năm 2021. Chương trình Chuyện Nóng trong tuần của anh em chúng tôi hôm nay muốn gửi đến quý vị qua đề tài. Phải chăng tiền hỗ trợ Covid-19 từ Mỹ đang chạy về Việt Nam? Thưa quý vị, theo một giới chức cao cấp ở thành phố Sài Gòn, thì số tiền kiều hối gửi về Sài Gòn trong năm 2021 dự trù sẽ cao kỷ lục với 6 tỷ 500 triệu đô la. Thì có phải chăng một phần là nhờ cái tiền hỗ trợ Covid-19 từ những người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, trong đó có một phần của họ gửi về Việt Nam, thì phải chăng có chuyện đó hay không? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với anh Đỗ Dũng. Chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Khương Nguyên và chào khán giả Người Việt TV. Thưa anh, con số kiều hối gửi về Việt Nam năm nay dự trù sẽ cao kỷ lục hơn năm ngoái. Vâng. Thưa anh, vào năm 2020 thì thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là trong năm 2020 thì đã có 17 tỷ 200 triệu đô la gửi về Việt Nam. Đó là tiền kiều hối. Nó tăng 3% so với năm 2019. Mặc dù năm 2020 nó là năm đại dịch Covid-19. Vâng. Và theo dự trù đó thì năm 2021 thì số tiền tiếp tục tăng. Bây giờ chúng ta mới đi được có khoảng chừng chưa được nửa năm 2021, nhưng mà theo dự đoán của một cái giới chức ở thành phố Sài Gòn thì cái con số mà kiều hối gửi về năm nay riêng chỉ tại Sài Gòn không thôi đã là 6 tỷ 500 triệu đô la rồi. Anh Đỗ Dũng thấy sao về điều đó? Tôi nghĩ có thể đúng, và thực ra chúng ta không có cái thống kê chính thức. Vâng. Nhưng mà ít nhất là chúng ta qua truyền thông của Việt Nam chúng ta biết cái con số đó. Dạ. Không, và con số này cũng được Ngân hàng Thế giới họ xác nhận. Dạ. Xác nhận thì nhưng mà anh có nhớ trước đây trên chương trình này tôi với anh có nói về một cái chương trình cũng liên quan đến kiều hối ở Mỹ, thì có tới coi như là 50% dân Sài Gòn. Dạ. Có bà con ở hải ngoại. Đó. Hay là có bạn bè thân thuộc đại khái thế. Trong mối quan hệ. Có mối quan hệ đó. Thì theo thống kê của Việt Nam đó là ở nước ngoài đó. Yeah. Là người Việt Nam là trên 5 triệu người. Vâng, 5.5 triệu người. Dạ, 5 triệu rưỡi ở tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ. Vâng, 5 triệu 3. Đó, 5 triệu 3 đó. Yeah. Thì anh cứ tính đi, trong năm 2020 là hơn 17 tỷ gửi về. Yeah. Đó. Mà 2020 thì quý vị biết đó là thế giới bị dịch Covid-19. Đúng rồi. Kinh tế hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị âm, ngoại trừ một số quốc gia dương, trong đó có Việt Nam, 2.9%. Yeah. Đó. Thì vì cái số âm này nhưng mà các quốc gia hầu hết là họ đều bỏ thêm tiền ra để kích thích kinh tế. Đó. Và Mỹ là anh tính á, tôi nhớ lần đầu á, là dưới thời ông Trump năm 2020, mình tính 2020 nha, không tính 2021, là vị trí cũng có chừng 5.000 tỷ. Yeah. Anh nhớ không? ba cái đợt ba đợt tiền đúng không? Đợt đầu chúng ta không có tiền. Yeah. Chỉ các doanh nghiệp thôi. Đợt thứ hai chúng ta có 1.200. Yeah. Đợt thứ nhì, đợt thứ ba chúng ta có 600. Yeah. Anh nhớ không? 1.200 đó là một người, chứ còn một gia đình là tới là cả 2-3.000. Yeah. Thì có cả con nhỏ nữa. Yeah. Thì đối với những người đã ở Mỹ thì ít nhiều họ vẫn gửi về Việt Nam, có thể số tiền không nhiều. Yeah. Có thể số tiền không nhiều, bởi vì bây giờ mình cứ tính như thế này nhá. Yeah. Thì trung bình, ví dụ tôi có người quen ở Việt Nam, các bạn, bây giờ tôi nói thẳng, ví dụ còn người mẹ ở Việt Nam đi. Yeah. Mỗi tháng tôi gửi 100. Yeah. Thế bây giờ khó khăn quá đó thì có thể tôi chỉ gửi 50 bởi Covid-19. Yeah. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người ta thấy rằng là bà con ở Việt Nam cũng khó khăn. Yeah. Thì anh Bin nhớ là năm ngoái, vâng, tuy Việt Nam tăng trưởng 29%, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn lao đao, đặc biệt là những người đi làm hoặc những người nghèo hoặc những người mà doanh nghiệp nhỏ. Anh thấy không? Thì có thể trong số này tôi đoán bởi vì cái số này tăng. Như vậy là tăng bao nhiêu? Tăng khoảng 3%. Đúng không? Năm 2020 tăng 3% so với năm 2019, có nghĩa là số lượng tiền gửi về nhiều hơn. Đúng. Vì như vậy đó thì mình có thể hiểu, có thể đoán là ồ, bây giờ má con ơi, má mấy tháng trước thì là thằng em con nó còn đi làm, năm nay nó cũng bị thất nghiệp thôi, con gửi thêm về phụ má. Thì có thể đó là cái lý do. Là tôi đoán là như vậy. Vâng. Thưa anh, cái con số thống kê vào năm 2018, thì chúng ta có cái con số thống kê vào năm 2018 đó, thì cái số người Mỹ gốc Việt là tại Hoa Kỳ đó, thì nó khoảng chừng 2.200.000 người.
Vâng. Đó là con số thống kê. Còn cái con số thống kê và thống kê dân số Hoa Kỳ của năm 2020 thì theo tôi nghĩ thì cái con số này nó cũng có thay không thay đổi nhiều lắm. Vâng. Thì mình cứ cho là cho em khoảng 2.3 triệu đi. Ha, số người Mỹ tại số người Mỹ, gốc Việt tại Mỹ. Vậy thì bây giờ đó chúng ta chỉ thấy là nếu như mà anh nhìn thấy con số này này, 2.300.000 người gốc Việt mà chúng ta chỉ cần lấy 20% thôi, trong 2.3 triệu này thôi, thì anh đã thấy là chúng ta có khoảng chừng 400.000 người, 400.000 người, hơn 400.000 người, 400.000 người mà anh cứ thấy 400.000 người đó mà tôi đang nói là có ví dụ, có quan hệ liên hệ với Việt Nam, mỗi người gỡ 100 thôi, là anh đã nhận được con số 4 tỷ rồi, anh thấy chưa? Đó, mình chỉ có nói một cái con số rất bình thường, 20% thôi, 20% thôi, 20% trong số này thôi là mình đã có thấy 4-5 tỷ rồi, thì chúng ta có thể thấy là như anh Đỗ Dũng nói nãy đó là cái chuyện mà tại sao Sài Gòn thì chúng ta hiểu rồi, Sài Gòn là cái nôi để người đa số người Việt Nam đi ra mà đặc biệt là sang Mỹ là từ Sài Gòn. Vậy thì chúng ta vừa mới làm một cái con số tính nhẩm sơ sơ thôi, mà tôi tin là cái chuyện mà có những người mà gửi đều đặn như anh Đỗ Dũng nói đó, mỗi tháng gửi 100 hay là gì đó, thì tôi nghĩ cái số đó rất là đông, nhiều, vâng, nhiều lắm. Cho nên là cái chuyện mà ở đây cái câu hỏi mà chúng ta muốn đề cập tới đó là gì, như anh Đỗ Dũng điểm lại là trong năm 2020 thì những người Mỹ nói chung, về Mỹ gốc Việt luôn, là đã nhận được cái tiền hỗ trợ Covid-19. Mà nếu như mà chúng ta về tính một người đó là năm 2020 không đó là nhận 1.800. Rồi. Đâu tính một người 2021. 2021 mình chưa tính. Đó, thì bây giờ đây là vì con số 2020. Dạ, đây con số 2020 nhưng mà người ta đang dự trù 2021 là 2021 Sài Gòn sẽ là 6.5 tỷ. 6 tỷ rưỡi và nó tăng 7% so với năm 2020. Đúng rồi. Đó, thì chúng ta thấy là phải chăng là như tôi đặt lại câu hỏi là phải chăng cái chuyện là khi mà người Việt Nam chúng ta tại Mỹ, tức là những người gốc Việt nhận được những cái tiền cứu trợ từ Covid-19, tôi đồng ý là có những người họ sẽ sử dụng cái khoản tiền đó vào cái chi tiêu trong gia đình, có nhiều gia đình mất việc, có nhiều gia đình gặp khó khăn, nhưng cũng có nhiều gia đình họ sẽ có dư giả. Và bị dư hay không dư không cần biết, nhưng mà cái người Việt Nam mình, nếu anh còn người thân Việt Nam anh vẫn giúp. Đó. Thì bây giờ nhân anh nói 2021 mà dự trù Sài Gòn là 6 tỷ rưỡi đó, mà anh tính là bây giờ mới có chưa đầy nửa năm đó, thì nói anh nội cái 1.900 tỷ vừa rồi là có phải một người chúng ta được 1.400 không? Dạ đúng rồi. Anh tính đi. 1.400 mà bây giờ anh cứ cho gọi là 1.400 trong đó cho bao nhiêu, bây giờ anh thử tính cho bao nhiêu phần trăm. Thôi giờ mình Nam. Thôi giờ mình cho khoảng chừng 10% trong 1.400 là có 1.400 rồi. Rồi 1.400. 1.400 mà trong đó 20% số người gửi thôi. Vâng. Thấy không? Mà gửi về Sài Gòn nó là anh tính nó bao nhiêu tiền này? Là 1.400 một người. Bây giờ nếu mà 10 người đó là 1.400. Một trăm người á 14.000, mà một triệu người á là 1.4 tỷ. Đúng rồi. No. Một trăm người là 14.000. 140 triệu. 140 triệu. Rồi nếu mà 1 triệu người thì là bao nhiêu? Nói chung là chúng ta nhân lên cái con số thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng là nó có cái con số, tức là nó hợp lý chứ không phải là thực ra thế này chúng ta tính nhá. 2020 anh chỉ được có 1.800 thôi. Dạ. 1.200 với 600. Dạ. 2021 anh được mới ào vô cái tháng 2 là anh đã có 1.400 rồi. Yeah. Anh em còn số lớn. Dạ. Yeah. Đó, thì nội cái đó là chúng ta thấy mà với 50% số người ở Sài Gòn có liên hệ với người ở hải ngoại. Dạ. Yeah. Mà trong đó đa số người nước Mỹ thì số tiền đó là hợp lý. Vâng. Dạ. Quả nhiên là đặc biệt là cái số người Việt Nam tại Cali là đông nữa. Dạ. Người Việt Nam Cali chúng ta chắc là cũng tròm trèm hơn nửa triệu người rồi. Vâng. Thưa anh, mà nó có một cái yếu tố này nữa. Yeah. Tất nhiên ở đây chúng tôi không thống kê được. Yeah. Không có con số để thống kê và chúng ta không bao giờ thống kê, và đây là những con số bí mật, nhưng mà đây mình quan sát. Yeah. Quan sát anh không có thể thấy tại sao tiền nó tăng lên rồi. Chúng ta thấy đó, một năm đấy anh ước tính đi khoảng bao nhiêu người Việt Nam về Việt Nam ở Mỹ nè. Tôi nghĩ là cũng phải vài trăm ngàn. Đó, vài trăm ngàn. Nguyên cái năm 2020 là không về được. Không về được. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ đó đi mua cái vé máy bay á và đi về tròm chèm, nó mua máy bay mà đi về gọi là chơi gọi là một tháng á, tôi nói tròm chèm người chi hết cỡ 5.000.
ít nhất là 5.000 là cả máy bay luôn. Yeah. Bây giờ năm nay con không về được thì ít nhất con thôi cái tiền đó con để dành được là và được má 1.000 đấy, thấy không? Vâng. Má qua Zoom, qua FaceTime má nói chuyện với con. Vâng. Đó là con số anh để ý. Đã. Vâng, có thể là cái con số đó mình có thể thấy là ví dụ như là tôi nói 200.000 hoặc 300.000 người Việt ở nước Mỹ về đi, dạ. Về Việt Nam trong một năm đi. Đã. Thì chúng ta thấy là cái phía mà nhà nước đó hoặc là cái nền kinh tế của Việt Nam nói chung á, họ có thể thất thu cái chuyện mà người ta du đến lịch. Để du lịch. Đúng rồi. Nhưng mà cái số tiền gửi kiều hối đã tăng lên. Tiền kiều hối đã tăng lên. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là dẫu gì đi nữa thì tôi muốn nói điều đó là chúng ta thấy là Việt Nam đang nói đất nước Việt Nam á có rất có lợi thế khi mà có một cái lực lượng người Việt ở hải ngoại. Vâng. Đông như vậy và rõ ràng chúng tôi nãy giờ chúng tôi chỉ nói trong phạm trù nước Mỹ thôi anh Dũng, thấy không? Thì quý vị cũng đã thấy là cái con số đóng đây góp này, của Việt Kiều như thế nào. Nhân anh nói vậy thì tôi nói anh luôn này, tờ Sài Gòn Giải Phóng này trích lời ông Lê Thanh Liêm là trưởng ban nội chính thành ủy Sài Gòn là thừa nhận này. Thành phố này có sức mạnh, nguồn lực rất to lớn, là mối liên hệ với hàng triệu kiều bào đang sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Đó chính là nhân tài, vật lực, là thế mạnh, tiềm năng và tương lai rộng mở. Trưởng ban nội chính thành ủy xác nhận điều đó. Nghe mát lòng mát ruột. Nói chung là khúc ruột ngàn dặm. Và chúng ta đã ông Lê Thanh Liêm trong một chương trình đấy. Này là coi như là Sài Gòn là núm ruột của Việt Kiều rồi, thưa anh. Vâng, quay trở lại. Chuyện tại Việt Nam, thưa anh, ngoại trừ cái chuyện mà tiền kiều hối thì tin lạc quan ngày hôm nay cho người dân tại Việt Nam, mình cứ nói là người dân đi ha, là Việt Nam sắp nhận thêm 1.6 triệu hoặc 1.700.000 1.7 triệu liều vaccine COVID-19, mà cái này đã được đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF khẳng định vào ngày 16 tháng 5 sẽ chuyển giao cho Việt Nam chính thức là 1.682.000 liều vaccine AstraZeneca COVID-19. AstraZeneca. Dạ. Thưa anh, lần trước đó, trong lần trước thì họ nhận hơn Việt Nam cũng đã hơn 800.000 liều vaccine cũng là AstraZeneca và do Hoa Kỳ tài trợ. Qua cái chương trình là COVAX. Dạ. Như vậy là chúng ta cộng đợt trước và đợt này thì cho thấy là Việt Nam sẽ có hơn 2 triệu liều. Vâng. 2 triệu liều so với... Chưa kể những cái mua của các công ty khác nữa, chưa kể. Tôi đang nói hai cái nguồn này. Vâng. So với một... Là coi như là khoảng 2 triệu rưỡi anh. Dạ. 2 triệu rưỡi. Con số vẫn còn rất là nhỏ giọt. Vâng. Nhưng mà cũng cho thấy là một chút gì đó lạc quan cho Việt Nam. Thưa anh... Tình hình với một cái con số vaccine như thế mà như anh Đỗ Dũng hồi nãy có nói là thêm những cái nguồn khác ngoài hai cái nguồn này, tức là 2 triệu mấy trăm nghìn liều. Rưỡi. So với tình hình Covid tại Việt Nam hiện nay thì theo anh thì liệu nó muối bỏ biển không, và liệu rằng cái này nó góp phần một phần thêm phần nào cho Việt Nam không? Nó có chứ anh, nó có góp phần chứ. Đặc biệt là bây giờ Việt Nam chúng ta biết là trong những ngày qua đang phải đối đầu với Covid-19. Rất là nặng. Hôm nay đã hơn 100 ca rồi phải không anh? Vâng, nhiều chứ. Yeah. Hơn 200 ca có. Yeah. 200 mấy chục ca, nhưng mà đặc nhất là Hà Nội bây giờ là phải cũng là cỡ 160 ca rồi. Vâng. Thì bây giờ họ đang đối đầu với chuyện đó, và cái chuyện tốt nhất của họ là phải làm sao vaccine. Yeah. Vaccine cho toàn dân. Thì cái mức độ đó, Việt Nam không phải là thiếu tiền, nhưng mà thiếu cái nguồn vaccine để mua. Đúng rồi. Tại vì bây giờ Việt Nam đó là hôm nọ thì ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế có nói rằng là có đàm phán bên phía Trung Quốc. Nhưng mà người dân Việt Nam thì tôi nói thật với anh nhá, hầu hết là họ không chịu chích Sinovac của Trung Quốc, cho không họ không chích. Vâng. AstraZeneca đó thì Mỹ chưa có chuẩn thuận, nhưng mà các nước châu Âu chuẩn thuận chích cũng được đó. Và bây giờ họ mua thêm có thể là Sputnik V của Nga. Mà Nga thì cũng mở ngoặc, quý vị, mới đây là ông Tổng thống Putin cũng lên khoe là thuốc của Nga là hiệu nghiệm không thua AK-47. AK-47 niềm tự hào của Nga. Đó, ông nói như thế. Súng AK-47. Súng AK-47 mà ông nói cái này là ngoại quốc nói, phải tôi nói nha. Thì bây giờ cái điểm chính của chính phủ của Phạm Minh Chính là làm sao đẩy mạnh cái vấn đề vaccine. Đúng rồi. Nếu mà không có vaccine cho toàn dân hay ít nhất 70% dân số để mà miễn nhiễm cộng đồng, thì nói thật đó, nghĩa là công cuộc mà ngăn chặn COVID-19 hiện nay Việt Nam giống như là bắt cóc bỏ dĩa thôi. Bởi vì anh bịt được chỗ này, anh chặn chỗ này ra cái chỗ khác. Và mới đây ngày hôm nay tôi đọc được là một người là tổng giám đốc công ty nhà ở Hà Nội đó, đang bị chích, hai vợ chồng bị mà giấu đi chơi tùm lum đi Đà Nẵng về, bây giờ lây bao nhiêu người luôn. Bởi vì cái ý thức của người dân đó, thành ra đó
cách tốt nhất là chích vaccine. Yeah. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó, bởi nhờ cái vaccine như vậy là ngày hôm nay CDC của Mỹ bắt đầu là cho người ta không cần phải đeo khẩu trang. Yeah. Nước Mỹ là bây giờ gần như là tới trở lại là 15 tháng 6 này California là riêng trở lại bang California. Và yeah, nước Mỹ này vào ngày 4 tháng 7 ngày năm nay là sẽ ăn cái lễ độc lập rất lớn là yeah, tới lúc đó là người ta hy vọng là 70% dân số Mỹ đã chích. Yeah. Và quý vị nào coi chương trình này mở Mỹ và chuẩn bị coi đi mua nước ngọt với barbecue thì cái thứ trước sẵn đi, gần 4 tháng 7 là hot đó, món yeah, đó cháy hàng đó. Yeah. Thì đại khái nói vậy là cái vấn đề mà chích vaccine cho người dân vẫn là quan trọng nhất, thưa anh Khổng Nguyên. Thưa anh, một câu hỏi dành cho anh là chúng ta đều thấy hiện nay là số người Mỹ chích 2 mũi hoặc là 1 mũi vâng, thì đã vượt qua con số 200 triệu rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Dân số Mỹ thì khoảng chừng 330 triệu. Yeah. Vậy thì theo tôi trong cái thời gian tới đây và Mỹ đang vận động chích vaccine cho người dân rất là nhiều. Vâng. Sắp tới đây thưa quý vị bắt đầu từ ngày và ngày hôm nay cũng đã chính thức có hiệu lực là chuyện các trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã được chích vaccine rồi. Thì cái này tiến trình này rất là sẽ tiến hành rất là nhanh để làm sao kịp cái khoảng thời gian để các em quay trở lại trường vào mùa thu tới. Thưa anh Đỗ Dũng, nếu như nước Mỹ sau khi họ đã chích vaccine đầy đủ rồi hoặc là người dân Mỹ cũng tương đối là đầy đủ rồi, thì anh có nghĩ rằng là trong cái mối tương quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Hoa Kỳ hiện nay đang rất là tốt, vậy thì liệu rằng cái phía Việt Nam sẽ được Mỹ tài trợ thêm cái vaccine nhiều hơn không? Anh có nghĩ rằng điều đó có thể không? Nhưng mà hiện nay đó Mỹ họ sẽ không tài trợ qua trực tiếp mà họ đi qua cái chương trình COVAX. Yeah. Chương trình COVAX là chương trình của cả thế giới. Yeah. Mỹ đã đóng 4 tỷ đô la vào trong đó, hứa bóng 4 tỷ, năm nay đóng 2 tỷ, năm tới đóng 2 tỷ. Vâng. Thì có thể Mỹ có cái tiếng nói mạnh hơn, đó là tôi muốn cho nước nào tùy chương trình COVAX. Mà chương trình COVAX đó thì thưa quý vị là họ nhắm vào không phải là chia đều mà là coi những quốc gia nào đang bị nặng nhất, có lẽ bây giờ họ ưu tiên Ấn Độ nhiều hơn. Cũng như các nước là Mỹ thì nhà Việt Nam rất khó trong cái chuyện đó. Yeah. Đó. Nhưng mà Việt Nam thì đang trông chờ là Mỹ bán cái bản quyền. Ngày hôm qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao là bà Lê Thị Thu Hằng trong cái buổi phát ngôn có nói là Việt Nam hy vọng là Mỹ hủy bỏ cái đó để mà Việt Nam có thể mua những bản quyền để chế thuốc. Thì anh biết là hiện nay các công ty như Moderna với Pfizer là họ đang hốt bạc nhiều lắm trong cái chuyện đó và họ muốn là sử dụng cái quyền đó trong 5 năm. Thì ông Biden mới đây ông có cách đây vài ngày ông bảo là ông ủng hộ cái chuyện là nới lỏng cái chuyện đó, tức là để cho các nước có quyền mua cái bản quyền đó để sử dụng. Vâng. Nhưng mà chuyện đó tới đâu mình chưa biết, thì Việt Nam chỉ có mong chờ cái đó. Vâng. Thì nếu mà được mua bản quyền thì Việt Nam họ sẽ sản xuất. Yeah. Hoặc họ nhờ ai sản xuất để biết, thì chỉ có cách đó đó anh mới có vaccine nhiều và cái giá rẻ. Yeah. Với cái giá rẻ thì anh mới chích vaccine để cho toàn dân thì may ra mới chống được. Còn nếu tôi không nghĩ là chính phủ Mỹ có thể làm gì được nhiều cái này, bởi vì họ phải qua cái chương trình của Liên Hiệp Quốc. Đó, cái khó là cái chỗ đó. Không, thì ít nhiều cũng có những cái hy vọng cho Việt Nam, đúng vâng, không? Vâng. Thực ra cái con số mà vaccine mà cho Việt Nam nhập về để chích cho người dân cũng như là những người làm việc ở tuyến đầu đó. Dạ. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy mới có khoảng vài triệu liều so cái với... Cái vấn đề đây là nó không có nguồn cung cấp. Đó, vấn đề tôi hiểu, nhưng mà bây giờ thì... Dạ. Nếu như Việt Nam họ muốn giữ vững cái chuyện mà của cuộc chiến này, chống Covid nó đó, khó thì... nó khó chỗ này là anh Khôi Nguyên là quý vị biết sao, anh nhớ khi mà bị Covid-19 đó, khẩu trang đó Mỹ có thể tặng cho Việt Nam vài triệu như vậy, khẩu trang nó dễ, nó không bị ràng buộc, nhưng mà cái vaccine này đó thì nó lại đi qua một cái chương trình của Liên Hiệp Quốc, vâng, khẩu trang đi trực tiếp được, yeah, đó thì khó khăn là khó khăn chỗ đó. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Dũng, và trước khi chia tay cùng quý khán giả thì bắt đầu từ cái chương trình này trở đi thì thưa quý vị khán giả nào đang xem chương trình Chuyện Nóng trong tuần trên kênh YouTube của Người Việt TV, thưa quý vị nhớ bấm cái nút subscribe cái kênh của Người Việt TV để nhận được thông báo chương trình mới của Người Việt TV. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn lại quý vị trong chương trình này ngày mai.